Hả? Cái gì đây? Mẹ ra bắt cắt chơi đua bị với con đi. Mẹ không ra đâu, mẹ đang xem dưới cây này. Con có thấy nó phun đẹp không? Mẹ đi chơi với con đi. Nhưng mà ra bãi cát nắng lắm. Hay để mẹ làm trò này cho vừa mát vừa vui. Chờ mẹ tí nhá. Mẹ nhanh lên nhá. Để làm trò chơi Dobby, ta dùng bìa cắt tông bóc một lớp và quấn thành các trụ và làm như hình. Cắt thêm các hình tròn và tạo thành phễu và gắn lên trụ. Làm thêm bao xung quanh phễu. Tiếp theo, gắn điểm xuất phát bi vào trụ cao nhất. Làm thêm đường nối các phễu lại với nhau. Ta được mô hình đồ chơi như thế này. Làm thêm thanh giữ bi hình chữ T. Để chơi, ta rút thanh giữ cho bi chạy xuống. Vậy là xong rồi. Bi ơi, mẹ làm xong rồi, mang bi ra đây. Wow, người mẹ vẫn ổn. Đẹp đấy. Chuyện mẹ mà lại. Mình chơi đi mẹ. Yes. Bây giờ có hai màu bi, con chọn màu nào? Con chọn màu đen. Ok, của con đây. 1, 2, 3. Ok luôn. 1, 2, 3. Bắt đầu. Lần này màu đen của con mẹ chưa. Lần này con chọn như sao. Yes. 1, 2, 3. Bắt đầu. Của mẹ nhường bi của con thôi. Nhưng con đã đi thắng. Yeah. Lần sau mẹ sẽ phục thủ. Cứ đợi đấy.